Quý vị và các bạn thân mến, dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, do chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên ở các tỉnh thành miền Bắc có mưa dông rải rác. Trong cơn mưa cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang đến ngày mai thì mưa giảm nhanh, đến trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Lui xuống với khu vực miền Trung, thời tiết tại khu vực này đều phổ biến là đêm có ít mưa, ngày trời nắng, một vài nơi sẽ có mưa dông về chiều và tối. Cùng với đó là nhiệt độ ngày mai tại khu vực này vẫn duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Lui xuống với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông tiếp tục xuất hiện rải rác tại hai khu vực này vào chiều và tối. Còn ban ngày thì mây giảm nhanh, trời chuyển nắng với nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Còn khu vực Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, ở cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có thời tiết tốt với tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.